Sinh Y sẽ mời anh chị chúng ta thăm lại cái vùng đất nghĩa trang Bắc Việt ngày xưa. Đây là cái mảnh đất trung tâm của nghĩa trang Bắc Việt. Bây giờ nó trở thành một cái nơi như thế này thì mình mới hiểu được giữa cái giàu và cái nghèo càng ngày nó càng phân cấp anh chị, phân cấp một cách rất là rõ rệt. Người á nặng hoài không ra. Những địa điểm này thì Sinh Y cũng cố gắng ghi nhận lại, đặc biệt là nghĩa trang Bắc Việt nữa, nó có một cái gì đó nó hơi xúc động nên nó lập bập, anh chị cũng thông cảm cho Sinh Y nhé. Hello, Sinh Y Đoàn xin chào anh chị và các bạn. Rất vui chúng ta lại gặp nhau những cung đường lang thang của Sinh Y ở khu vực Sài Gòn. Trước mặt anh chị một hình ảnh không thể nào quên đối với những anh chị sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, đó là Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nay là Tổng Tư lệnh Quân khu 7. Trước mặt anh chị những dòng xe xuôi ngược trên hai con đường có rất là nhiều kỷ niệm đối với anh chị, đó là Võ Tánh, nay là Hoàng Văn Thụ, và Công Lý, nay là Nguyễn Văn Trỗi. Sau những video clip Sinh Y thực hiện vành đai phi trường Tân Sơn Nhất thì có rất nhiều cô chú anh chị thắc mắc về cái mảnh đất nghĩa trang Bắc Việt ngày hôm nay nó như thế nào. Thì hôm nay Sinh Y tham khảo những ý kiến, những đóng góp của cô chú anh chị và các bạn, và một vài tài liệu nữa Sinh Y cũng muốn mời anh chị chúng ta sẽ nhìn lại nghĩa trang Bắc Việt ngày hôm nay như thế nào, và tin chắc rằng anh chị sẽ rất là bất ngờ về cái mảnh đất nghĩa trang Bắc Việt của vành đai phi trường Tân Sơn Nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng với Sinh Y nha, và chúng ta cùng nhau tâm sự mảnh đất này nó như thế nào. Và chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha. Trước mặt chúng ta có một cái rào ngăn cách nên Sinh Y phải quay lại con đường Công Lý và chúng ta sẽ đi vào nghĩa trang. Cái hướng này là chúng ta về cầu Công Lý anh chị. Đối với con đường Nguyễn Văn Trỗi này thì nếu tính ra có 4 cái tên anh chị. Trên đoạn Sinh Y đang đi đây, thời Pháp thì tên của vị tổng thống Pháp thế kỷ thứ 19, sau đó được đặt tên là Công Lý. Cái này quẹo chưa, tới kia lần anh chị. Sau đó được đặt tên là Công Lý đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa thì có tên là đường Cách Mạng 1 Tây tháng 11 anh chị. Bây giờ là Nguyễn Văn Trỗi. Tên xưa tên nay rất là nhiều, Sài Gòn nó thay đổi nhiều lắm anh chị. Kể cả con đường Công Lý này anh chị thấy thay đổi nhiều không? Tới đèn xanh đèn đỏ này Sinh Y sẽ quay lại nha anh chị ha. Bây giờ Sài Gòn thay đổi cũng rất là nhiều, dân nhập cư vào đây sinh sống lập nghiệp, đất lành chim đậu, đất không lành nhậu luôn con chim. Đây chúng ta quẹo lại nha anh chị ha. Xe cộ tấp nập, phải coi xe cẩn thận anh chị. Nên khi mà coi xe cẩn thận nên nó cứ ngập ngừng theo lời nói thì anh chị cũng thông cảm cho Sinh Y nha. Như anh chị cũng biết, Sài Gòn ngày xưa có rất là nhiều cái nghĩa trang. Ví dụ như là nghĩa trang Đô Thành, nay là công viên Lê Thị Riêng. Nghĩa trang Mạc Đình Chi, nay là công viên Lê Văn Tám. Nhị Tỳ Quảng Đông, nay là cư xá Bình Thới. Và gần đây cũng có một cái nghĩa trang trên đường Thọ Ngọc Hầu, nay là Phạm Văn Hai, khu ông Tạ đó anh chị, nay là chợ Phạm Văn Hai, nhiều lắm anh chị. Và cái nghĩa trang Bắc Việt này cũng vậy anh chị,
Sau khi Sunny tham khảo định vị trên bản đồ thì Sunny sẽ mời anh chị chúng ta thăm lại cái vùng đất Nghĩa Trang Bắc Việt ngày xưa, bây giờ nó còn cái gì? Còn cái gì hay không? Trước mặt anh chị đó là con đường Võ Tánh Hoàng Văn Thụ đó. Đối với ngày xưa là vùng này là vùng ven anh chị ha, những căn cứ quân sự dọc cái vành đai phi trường Tân Sơn Nhất. Nếu mà ngày xưa thì chỉ có con đường Võ Tánh để ra Lăng Cha Gả thôi. Và cái sân vận động má phải thì vẫn còn như xưa anh chị. Những câu chuyện mà Sunny tham khảo được, có một con đường quẹo vào Nghĩa Trang Bắc Việt là một con đường đất, mang theo một con đường đất có tre, có những cây bụi, nhưng mà bây giờ nó trở thành một con đường cổ quan. Ngày nay thì nó rất là đông đúc anh chị, ngày xưa thì nó hoang vu. Nếu mà cái hướng bên trái thì chúng ta sẽ có hai cái cổng Phi Hùng và Phi Long. Bây giờ thì có một con đường Trường Sơn phía trước anh chị để vào phi trường Tân Sơn Nhất. Đối với những năm trước năm 1975 thì không có con đường phía trước. Nó là vành đai của phi trường Tân Sơn Nhất mà. Ngày xưa phi trường Tân Sơn Nhất đúng là coi như nó rộng ghê thiệt. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái mảnh đất Nghĩa Trang Bắc Việt trên con đường Phổ Quang. Ngày xưa là con đường đất, nay thì mang tên là Phổ Quang. Và nó có một ngôi chùa Phổ Quang anh chị. Nếu mà chúng ta nhìn lại những bức hình chụp ngày xưa thì cái ngôi chùa Phổ Quang nó nằm giữa cái mảnh đất Nghĩa Trang luôn anh chị. Đúng là thời gian nó xóa nhòa tất cả anh chị ha. Một vùng đất quân sự, một vùng đất hoang vắng, bây giờ thì nó là vậy đấy. Nhà cửa, công ty, quán ăn, quán nhậu, ôi thôi quá trời trời. Cái hướng này thì chúng ta về ngã ba Chú Ý, công viên Gia Định, xưa kia là sân gôn đó gì. Rồi, cảm ơn. Mé bên phải là cái Nghĩa Trang Bắc Việt đó anh chị. Sunny sẽ tìm lại cái ngôi chùa ngày xưa. Tất nhiên ngày nay thì chùa nó cũng to hơn, lớn hơn nhiều lắm rồi. Đây là có những cái chung cư, cái building to quá, rộng quá. Rồi, chúng ta quẹo phải nha anh chị. Đây là cái mảnh đất trung tâm của Nghĩa Trang Bắc Việt. Bây giờ nó trở thành một cái nơi đậu xe bus không chị. Và chúng ta đi vào cái mảnh đất Nghĩa Trang trên con đường xưa. Còn một con đường đất, méo trái, méo phải đều là những phần mộ. Bãi đậu xe bus. Đây. Thật sự là
những người mới tới đây nhập cư, họ cũng không biết đâu anh chị, đây là nghĩa trang Bách Việt. Nơi yên nghỉ của cộng đồng người Bắc qua nhiều biến cố di cư vào Nam sinh sống và lập nghiệp. Rồi, đây là có một ngôi chùa phổ quan. Ở đây có bán bông hoa. Nếu mà chúng ta đi thẳng thì chúng ta sẽ vào cái khu vực bờ tường rào của Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Đây là Tổng Tư lệnh Quân khu 7 anh chị. Số 21 Phổ Quan. Đây là cái địa điểm, vị trí ở trung tâm của nghĩa trang Bắc Việt anh chị. Ngôi chùa vẫn còn, nhưng mà hôm nay thì khang trang hơn, đẹp hơn nhiều, rất là nhiều anh chị. Đây là con đường chính đi vào đây. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đi anh chị ha. Giờ khu vực này nhà cửa, thời gian nó xóa nhòa tất cả. Cái ngôi chùa Phổ Quan hồi nãy xin đi ngừng lại đó anh chị, thì ngày xưa nó hiện hữu ngay trung tâm. Đây là mảnh đất trống đây. Bây giờ là bãi đậu xe bus công ty xe khách Sài Gòn. Dạ. Cái nghĩa trang này được giải tỏa, bắt đầu giải tỏa năm 80 anh chị, đến năm 1995 thì hoàn tất cái việc giải tỏa. Vành đai phi trường Tân Sơn Nhất đây. Bây giờ phi trường Tân Sơn Nhất bây giờ nó teo tóp lại anh chị ha. Rồi, Sunny bắt đầu đi con đường đất ngày xưa nay là Phổ Quan, tiếp tục anh chị ha. Có thể là chúng ta sẽ đi vòng ra con đường Hồ Văn Huy, đi men theo cái bờ tường của Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nay là Tổng Tư lệnh Quân khu 7 nha anh chị. Đó, má trái là chung cư. Đi đến đây là cũng là con đường mang tên Phổ Quan anh chị. Nơi đây thì mé phải đó là những cái showroom ô tô. Rồi nếu đi sâu vào trong là doanh trại quân đội. Thì
Nghĩa Trang nó kéo dài tới đây đó, khách sạn Tân Sơn Nhất. Sunny ngày hôm nay Sunny đi còn Sunny thấy choáng nữa mà, thấy bối rối. Chứ nói gì anh chị đã xa Sài Gòn đã lâu. Khu vực này đa số là người bắt mới anh chị, bắt sau này họ vào đây lập nghiệp sinh sống và nhà cửa xây cất nó kéo dài tới khu vực Gò Vấp, và Gò Vấp bây giờ nó thay đổi nhiều lắm. Nói đến Gò Vấp ngày xưa là chúng ta sẽ nói đến vườn rau, vườn hoa. Những cái mùa Tết thì người ta thu hoạch rau rồi thu hoạch hoa, nhưng mà bây giờ thì những cái mảnh vườn đó không còn nữa anh chị. Doanh trại quân đội ở đây, khu vực này doanh trại quân đội không, bên trái bên phải, và đây nơi đây cũng còn cái tháp chuông nhà thờ, và nhà thờ này cũng lâu rồi anh chị, nhìn xưa cũ lắm rồi. Anh chị có biết thì cho Sunny vài thông tin nha. Nhà thờ bỏ hoang. Building. Dạ, bên trái bên phải đều là building. Bây giờ xin y sẽ mời anh chị chúng ta lại tiếp tục đi con đường Hồ Văn Huê, để ra con đường Võ Tánh Hoàng Văn Thụ nha anh chị ha. Xin y cũng cảm thấy cũng rất là bất ngờ. Khi mà mình đang chạy trên cái vùng đất Nghĩa Trang Bắc Việt ngày xưa, rất là bất ngờ. Đôi khi không biết anh chị, lý do là mình thực hiện những cái clip như thế này, tham khảo những tài liệu, tham khảo những cái góp ý của cô chú anh chị, thì xin đi mới ngộ ra rất là nhiều điều về Sài Gòn. Đây là những căn nhà mới. Bức tường của doanh trại quân đội anh chị. Nếu mà chúng ta nhìn lại những hình ảnh ngày xưa chụp không ảnh anh chị, từ máy bay trực thăng á, về tổng tham mưu, thì bây giờ vẫn như thế anh chị. Anh chị lên Google Map á, và vệ tinh á, thì những cái nhà ngói, những khoảng sân y hệt như những cái gì mà không ảnh năm 67, 68 để lại. Nếu mà đi thẳng đó anh chị, thì chúng ta sẽ về ngã ba Chúa Ý á, băng qua cái công viên Gia Định, ngày xưa là sân gôn. Hôm nào xin y sẽ lang thang đi bộ ở sân gôn nha anh chị ha, kể cho anh chị nghe ngày xưa ngày nay như thế nào, và xin đi sẽ cùng anh chị đi con đường bây giờ nó tên là Đào Duy Anh. Ngày xưa thì xin đi nghĩ thì nó không có tên, tại khu vực này là khu vực quân sự mà anh chị. Cái xin đi nghĩ như thế thôi, còn nếu anh chị nào biết được đó chia sẻ với xin đi. Dòng xe đổ ngược từ Gò Vấp đổ về khu vực trung tâm ngã tư Phú Nhuận.
mé bên trái là nếu mà chúng ta vào những cái hẻm là nhà VIP không anh chị, nhà lầu biệt thự không. Đi như thế này thì mình mới hiểu được giữa cái giàu và cái nghèo càng ngày nó càng phân cấp anh chị, phân cấp một cách rất là rõ rệt. Người á nặng hoài không ra. Người á giờ giống như mình ví như mình chơi bài cào á anh chị á, nặng hoài không ra. Người á thì ở đâu cần đâu, 9 nút 8 nút. Cuộc sống là vậy anh chị. Đây, bây giờ chúng ta sẽ có một con đường bên phải là Hồ Văn Huy. Máy bên trái là chúng ta sẽ đi ra cổng xe lửa số 10. Ngay con đường Võ Duy Nguyên ngày xưa, nay là con đường Nguyễn Kiệm. Bây giờ quẹo phải ra con đường Võ Tánh Hoàng Văn Thụ anh chị ha. Đối với video clip của Sunny á, là một số anh chị và các bạn ở Sài Gòn thì đối với những hình ảnh xe cộ đường phố nhà cửa này cũng rất là thường rồi, có thể chúng ta bỏ qua cái clip này. Chứ mà công vào rồi xong nói thằng này sao rảnh xàm xí đú. Nhưng mà đối với những anh chị xa Sài Gòn đã lâu, có thể là về tỉnh hoặc là định cư ở nước ngoài đó, thì những cái clip này có rất là nhiều cái giá trị anh chị. Nhìn lại con đường, nhìn lại khung cảnh xưa để cập nhật. Đây là con đường Hồ Văn Huy anh chị. Chợ buôn bán cũng rất là vui, mọi thứ hoạt động kinh doanh cũng trở lại bình thường rồi. Sunny sẽ đi vào một cái hẻm để anh chị máy bên phải đó anh chị, để anh chị hình dung anh chị ha, khu vực trong hẻm họ sinh sống như thế nào ở mảnh đất này, quận Gò Vấp này, một mảnh đất gần nghĩa trang Bắc Việt. Bây giờ mình quẹo vào đó, tá quả tâm tinh chưa. Đó, đi thẳng cái hướng này thì chúng ta sẽ gặp một cái vách tường của tổng tham mưu ngày xưa đó anh chị. Sorry anh chị, cứ lặp đi lặp lại. Tổng tham mưu quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nay là tổng tư lệnh quân khu 7, cứ lặp đi lặp lại để anh chị hiểu. Đó, cái bức tường quân đội đó anh chị. Ở đây có một cái khu chung cư, thấy chưa, hiểu dữ chưa. VIP không đó, khu này là VIP ở không á. Rồi, một vòng đi vào trong khu vực này để anh chị hình dung được cái mảnh đất giáp ranh. Vô đó là có những cái chốt an ninh.
nãy giờ Sunny đi con đường này thì ta thấy rất là nhiều cái cái bồn nước này thì có thể là anh chị những địa điểm này thì Sunny cũng cố gắng ghi nhận lại. Clear lại một lần nữa. Tại anh chị biết không, cái bồn nước này Sunny đọc một vài cái tài liệu những hình ảnh anh chị, thì cái bồn nước này nó có rất là lâu rồi. Ngay góc đường Võ Tánh Hoàng Văn Thụ á, nhìn vào thì thấy Sunny muốn ghi lại cái hình ảnh đó để gửi anh chị, để anh chị hình dung là Sunny nó đi con đường này ngày xưa là con đường phong gì. Quay lại để đi vào cái mảnh đất cái cổng quân sự anh chị ha. Tất nhiên là Sunny không được vào anh chị. Sorry anh chị, đi ngược chiều chút xíu nhưng mà đi trên lệ. Một số các bác nói Sunny nếu được thì vào bên trong quay. Nhưng cũng xin thưa các bác thì không thể nào được à. Đó là danh trại quân đội thì mình đâu có được quay đâu. Trời, cái mảnh đất bên trong rộng quá. Ước gì mà giờ đến lúc nào đó vô trong trọng, được vào trong trọng mà quay cho các anh chị và các bạn xem. Đi bộ giữa hàng cây nghe tiếng ve sầu kêu ve ve. Thôi chúng ta quay lại anh chị ha. Mé bên kia hình như có mấy cái nhà mà ngói, không biết có cái hẻm nào đi vào được không. Dọc cái đường, cái đất vành đai này thì nơi những cái tiệc cưới anh chị, họ mở ra những cái dịch vụ tiệc cưới. Đây không có con hẻm nào để đi vào bên trong, không có rồi, không có rồi, rất tiếc, rất tiếc. Cái nhà ngói trước mặt chúng ta, mé trái thì chúng ta về ngã tư Phú Nhuận, giao cắt giữa Võ Tánh, Võ Duy Nguy và Di Lăng. Võ Duy Nguy này là Phan Đình Phùng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi về phi trường Tân Sơn Nhất nha anh chị ha. Cái hướng này nhớ vào những năm 80, hình như 86, 85, 86 thì Sunny có lên đây chơi, họ có ghé cái hồ bơi gần cái sân vận động quân khu 7 đó anh chị. Hồ bơi rất là rộng. Trời ơi, cái nhà Pháp vẫn còn đẹp quá à. Sunny một vòng dẫn anh chị
đi thăm lại cái mảnh đất nghĩa trang Bắc Việt, và để anh chị nhìn là nhận lại cái con đường khu phố ở quanh quanh đây để anh chị hình dung, để cập nhật, và hy vọng rằng anh chị cảm thấy vui với cái clip này. Đó là cái tình cảm Sunny muốn nhắn gửi qua cái video này gửi anh chị và các bạn. Sunny tin chắc rằng anh chị sẽ rất là bất ngờ. Sunny còn bất ngờ nữa mà. Quá nhiều thay đổi quá nhiều. Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau những cung đường lang thang tiếp theo anh chị ha. Xin thân ái mến chào, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny Đòn. Trong cái clip này thì những lời nói, những cái chia sẻ nó không được trọn vẹn anh chị. Lý do mình thấy những cái đổi thay này mình hơi đặc biệt là nghĩa trang Bắc Việt nữa, nó có một cái gì đó nó hơi xúc động, nên nó lập bập, anh chị cũng thông cảm cho Sunny nhé. Xin thân ái mến chào. Một lần nữa kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Bye bye anh chị. Bye bye.